Ở ở thơ luôn hả? Như có dạ. Dễ hơn dạ. Có hai đứa gái thôi. Đãi mình thơ luôn. Dạ. Vi thì nó đi đi học. Nhung không? Cái Nhung không? Ủa em tưởng Nhung là Út mà. Nhung mà vậy cũng sức pho được đứa gái cũng hết rồi. Hỏi à, hỏi 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 này vợ của Chính, này vợ của Thi Thanh. Ngu quá trời. Còn phải phải gắn cái máy luôn nè. Dạ, có người chứ khỏe hơn. Cái này đi một bị chứ khỏe chứ không khỏe mình nè. Về đi được bực bội quá. Đi cũng đỡ. Nhà đi cũng đỡ này. Rồi anh nhất định là phải về đâu đó gần gần Bạc Liêu mới chịu không? Dạ. Nhưng mà mình vẫn ăn với cá thì đúng không? Không hả? Mẹ đưa hai mẹ đưa cái này là con cũng qua ở Cần Thơ mà. Còn là con Hưng ở bên kia là bên cầu. Xuân qua quanh. Quanh ở Cần Thơ là biết mà nấu.